cũng có nói là ôi vợ ơi sao trời nóng quá, nóng quá là thôi mình đi tìm chỗ nào mát mát mình ngồi đi. Đấy thì con chạy đi con tìm chỗ mát, thì trong đầu con là con cũng nghĩ là con tìm khách sạn thôi, không có chỗ mát gì đâu. Đấy thì vợ con ngồi sáu lưng thì con cũng có khều khều. Con nói thôi vậy mình tìm chỗ mình nghỉ luôn đi, trước sau thì mình cũng phải tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi. Búc một cái khách sạn đấy. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai vợ chồng trẻ, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Con chào chú Thận, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Trần Văn Lâm, con sinh năm 1997. Con năm nay được 27 tuổi. Và công việc của con thì hiện tại là con làm bên mảng logistics, cụ thể là vận chuyển hàng hóa quốc tế. Và con đến từ Cần Thơ. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Đinh Thị Diễm Hương. Năm nay con 30 tuổi, con đang làm việc và sinh sống tại Cần Thơ. Công việc của con hiện tại là kinh doanh thời trang và thiết kế thời trang. Vậy là hai vợ chồng là ở Cần Thơ. Dạ, quê con ở An Giang ạ. Chào đồng hương. Dạ đúng, con ở gần chùa Bà. Vậy chắc đoán quá. Đoán đi. Bé này đi Châu Đốc cúng bà, thấy là gặp bé này trong chùa. Đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là con đi chùa luôn hay là con đến đó con làm công quả hay là con giúp đỡ ai hay là cái gì? Dạ tại vì á, con công việc của con là buôn bán. Chị hai á là chị của anh này này là ở bên Đài Loan. Chị sẽ lấy hàng qua bển chị bán. Thì vô tình là anh này lên rồi cho hay vậy đó. Con mới nói là thôi để em để chị chứ, lúc đó là còn xin chị chứ không có em. Là sách giao giao luôn. Chị con là về Việt Nam chơi thì cũng có đi chùa Bà để cúng đó, để cầu bình an. Cũng có con đi cùng. Qua ngày hôm sau là chị con đã về lại Đài Loan rồi. Vợ con á là có một cái bưu phẩm, một kiện hàng muốn gửi qua bên Đài Loan. Đấy thì sẵn chị con về thì chị con sẽ bê đi luôn. Đấy thì con mới nói với chị con là thôi sẵn gọi cái chị đó ra đấy. Là tại vì vợ con thì cách chùa Bà cũng khoảng 20 km thôi. Chị con cũng gọi cho vợ con thì... Vậy thì khi mà giáp mặt gặp nhau thì có ấn tượng gì về cô gái này không? Trước đấy nữa, vợ con ấy là gửi hàng lên cho con để con gửi qua cho chị con. Đấy thì con cũng biết tới vợ con rồi. Nhưng mà vào thời điểm đấy là vợ con đăng ảnh là con biết vợ con đã có gia đình và hai đứa con rồi. Tức là con biết cái hoàn cảnh của vợ con như vậy rồi. Nhưng mà còn con thì sao? Con lúc đó là có gia đình chưa? Con thì năm 2021 thì cũng đã có lập gia đình. Có duyên có nợ nhưng mà con nghĩ là nợ không có nhiều. Đấy cho nên cũng chung sống với nhau được 3 tháng thì... Thôi bây giờ chúng ta hỏi vô vấn đề luôn. Đúng rồi. Là cái lúc mà giáp mặt nhau đó, con ấn tượng gì về ổng không? Con thật sự con có ấn tượng gì đâu. Tại vì đi giao cái bọc hàng đó là con chở theo đứa con gái. Bé nó cũng lúc đó là hình như 8 tuổi. Mình thì mình nghĩ là mình đổ vỡ rồi. Con thì gặp bà chị này thì sao? Lúc đấy thì chắc cũng có một tí tâm linh. Tại vì con vào chùa Bà trước. Sau khi rời chùa Bà con mới gặp được vợ con. Thì con cũng có vào con giái bà. Rời khỏi chùa Bà thì con gặp vợ con liền. Ấn tượng đầu tiên của con là hai cái bím tóc hồn nhiên lắm cô. Sau đó về sao? Dạ đúng rồi con... Ai chủ động làm quen trước? Tại vì anh này anh vô tìm hình Zalo. Vậy là Zalo anh này là anh có ý với mình. Đó. Con mới thấy vậy con mới thả lại cái tim đó. Tại vì anh đăng một tấm hình duy nhất thôi. Là anh cũng thừa biết là con cũng có ý với anh. Lúc đó vẫn là xin chị với em nha. Rồi đến khi nào mới bắt đầu có một cái buổi đi chơi chung? Dạ một tuần, chính xác là một tuần. Nhưng mà con là người được cua. Ủa là con, sao? Con là người cua chồng con. Con là người cua chồng con. Là con. Dạ, là chị của em. Dạ đúng rồi. Đó. Sao nè, sao nè. Sao mà lại có thì, cái việc thì đó. Thì hàng thì cứ gửi xuống hoài vậy đó. Rồi cái con là thả thính mà. Em nói thôi đi. Bây giờ chị gỡ hàng xuống. Em chuyển khoản cho chị đi. Cái anh này mới chọc lại. Không chuyển khoản được không? Cái con mới trả lời con nói vậy thôi. Lấy người chứ. Lúc đó là thấy là mình sẽ xây vô một câu chuyện là mình nói chuyện sẽ khác liền. Và từ từ nói chuyện khoảng tầm nói chung một tuần sẽ gặp một nhau. Tuần. Rồi gặp ở đâu? Anh nông nè. Châu Đốc. Châu Đốc luôn. Là lụm luôn đó. Lụm luôn. Lụm luôn. Đâu kể vụ vụ đó.
Thật sự là cũng không có vụ gì là đi là trong đầu con là suy nghĩ là con phải lụm ông này rồi. Đó, tại mình lớn ổng mà, đúng không? Ừ. Rồi đêm đó mình trước khi lụm là có đi ăn tối, có uống rượu bia gì không? Đầu tiên là con với vợ con gặp nhau thì con vẫn dẫn nhau đi ăn. Ăn bò đúng không? Canh chua cá cha. Chỗ đó nó bán là nổi mà mỡ cô và nó đông. Rồi tưởng tượng mình ăn xong rồi làm sao mình hung đi trời. Cho dù mình rửa cả năm nó cũng hôi. Ăn cho vui cho lấy lòng hai đứa gì thôi. Chứ cũng háo hức là muốn dạ đó đúng không? À, không, vợ con dắt con đi chùa hang. Lần đầu tiên gặp con mà dắt con đi chỗ tối mà đi hang. Trong đầu con nó tối thiệt. Thật sự là nó tối thiệt. Tại vì đi là tranh thủ là nó câu giờ là để cho tối xuống rồi. Đúng không? Cái anh em nói, ủa rồi mình đi đâu? Cái con mới trả lời thì chồng dắt vợ đi đâu cũng được. Nhưng sao chồng vẫn dắt vợ đi bán thôi? Ông này ông vô rồi. Sao là vô? Người ta gợi ý rồi, đúng không? Rồi sao nè? Dạ thì lúc đấy thì con cũng có nói là ôi vợ ơi sao trời nóng quá. Nóng quá là thôi mình đi tìm chỗ nào mát mát mình ngồi đi. Đấy thì con chạy đi con tìm chỗ mát thì trong đầu con là con cũng nghĩ là con tìm khách sạn thôi. Có chỗ mát gì đó. Đấy thì vợ con ngồi sáu lưng thì con cũng có khều khều. Con thấy thôi vậy mình tìm chỗ mình nghỉ luôn đi. Trước sau thì mình cũng phải tìm chỗ nghỉ qua đêm thôi. Búc một cái khách sạn đấy. Thì vào trong khách sạn rồi thì lụm thôi. Nhưng mà ai lụm ai trước nè? Ai con anh nói dù đây thay đồ không có đồ mặc. Con mới trả lời vậy thôi khỏi mặc đồ. Trong đầu anh này nghĩ là ừ mình là gà đó. Mà thật sự là em mới là gà. Là ông em... là thóc đó phải không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ là em muốn gặp coi mình có cảm giác với người này hay không. Ăn ngon mới ăn nữa. Ngon thôi. Lẩm ngon cái bỏ. Đó rõ ràng là gà rồi. Thóc nó đâu có được chọn gà. Chỉ có ngon sao thóc. Đập vô mắt con lúc đó là bên này là anh rất là chỉnh chạc. Quần tây, áo trắng, tóc là Wondercut. Thật sự là rất là điển trai luôn. Cái lúc đó là hình như là xưng xương em với bà chị chồng rồi. Rồi không còn xương chị nữa. Cái chị hai mới nói là cưng muốn cái mối quan hệ này là nó có đi theo dài không. Tại vì nó có, sẽ có một cái khó rất là khó luôn. Tại vì con á là con có hai đứa con gái mà sinh đôi. Dạ mà con lại có nhà riêng nữa. Ảnh thì ảnh là trai duy nhất. Tại vì còn hai người nhưng mà đã lấy chồng hết rồi. Thật sự là con phải về làm dâu. Nhưng mà bữa đó là con có thấy ngon miệng không? Ngon. Ngon miệng đúng không? Rồi cho nên là bắt đầu vượt qua tất cả những cái khó khăn để mà đến với nhau. Từ đó là cứ một tuần lên lần, từng lên lần. Tại vì như là không ngon mấy bổ mà đúng không? Rồi những cái vấn đề mà chị con hỏi đó. Dạ. Thì nó có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ có. Ví dụ thì bên nào khó hơn? Bên anh này trước tại bên con chưa có ngỏ lời. Con không nghĩ là sớm đến mức như vậy đâu. Lúc đấy thì chị con cũng có kiểu như là nói chung chung thôi, là có cái bạn này như thế, bạn rất là giỏi, bạn rất là kiểu như nghị lực. Mà mẹ con bảo là không được, tại vì bạn có con rồi. Nhưng mà con cảm ơn chị con là nói vào cho... Bảo vệ, từ đầu là chị con đã có ý định tác hợp rồi mà. Dạ đúng rồi. Đến bao lâu thì tụi con mới cưới nhau và vượt qua những cái khó khăn, cản trở mọi bên thứ. Bên con là căng hơn chút xíu. Ủa con căng hơn nữa? Dạ tại vì con mới ly hôn chồng chỉ có mấy tháng thôi. Rồi cái anh này thì quen rồi, con cũng nghĩ là nhanh như vậy đâu. Rồi cái ảnh có ngỏ ý là thôi lúc đó là ở dưới là chắc chấp nhận rồi, nhưng mà trên con nè con chưa có nói gì chứ. Nhưng cha mẹ con vẫn đồng ý là cho quen, nhưng mà anh này thì muốn cưới sớm quá. Thật sự là bà mẹ lúc đó căng lắm, là thứ nhất là sợ hai đứa nhỏ thức vỡ nó khổ. Thứ hai là mọi người ta thiên hạ, người ta sa bàn tán. Cha mẹ con là thôi mày muốn làm gì làm chứ đừng nói tới tao nữa. Tại vì người miền Tây mình sẽ dùng những cái ngôn ngữ như vậy. Thì con khóc, con im lặng. Nhưng mà con không có nói với anh này đâu nha. Anh này thì cứ một tuần lên, mà anh thương hai đứa nhỏ lắm. Dữ lắm thương. Cái con nghĩ là chắc dần dần rồi cái cảm nhận được cái anh này anh cũng tốt, công việc thì ổn định, này kia cái thôi cho lên. Rồi cái anh này thì gia trưởng thì có không tới là gia trưởng đâu, nhưng mà muốn là phải được liền. Có nghĩa là vừa hỏi cưới xong là một tháng sau là phải, bây giờ gợi ý là phải sống chung. Vậy là con phải lên Cần Thơ.
Dạ đúng rồi. Rồi có dẫn hai đứa gái lên theo luôn không? Dạ lúc đó là không có dẫn được, tại vì nó đang đi học. Mà trường thì cách nhau nó có 50 mét thôi. Trên đó cũng sẽ có cái ở trên đó nó rất là tiện. Rồi khó là cũng phải để là hai đứa nhỏ ở trong bà ngoại. Dạ. Đến mấy tháng thì mọi thứ ok hết? 2 tháng thôi. Cái cũng được rồi. Dạ. Tụi con cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi à, rồi. 1 năm rưỡi rồi. Trời ra tật xấu gì kể nghe chơi. Con bị say là tới 360 độ chứ không còn 180 độ nữa. Nó còn tưởng đâu sạch lắm. Tại trước khi đi vợ chồng tắm là 1-2 tiếng đồng hồ con nói trời trong bụng tắm dữ vậy trời. Sau này con mới biết tại vì 2-3 bữa mới tắm lại. Sáng sẽ tắm sớm qua ngày hôm sau mới tắm lại. Thì có nghĩa là nguyên ngày hôm đó đi đâu ai thử con không biết. Cái tối về là con thử. Rồi cái sáng mới tắm, mới sáng tắm cái là cái người khác thử. Người ta thử cái tối về con mới thử. Nghĩa là tối là con vớt hết á. Là lười tắm hả? Dạ, ít tắm chứ quá lười. Tắm là tắm rất là lâu. Rồi sao, có nóng tính, có khó chịu gì không? Dạ, rất là nóng tính. Nói chuyện lớn tiếng với con. Tại vì công việc của con là phải cũng phải áp lực, con buông qua là cũng phải tiếp ảnh. Mình thì mình suy nghĩ, mình làm tiếp chồng mình là chồng mình được khen mình hay sao? Không đâu cô. Đôi khi mình làm sai một cái gì nhỏ nhặt thôi là đùng lên. Cũng như con cảm thấy là con tủi vậy đó. Tại vì cái công việc của con á thì nó cần độ chính xác rất là cao. Không được sai sót dù chỉ là một tí cũng không được. Đôi khi làm mệt thì cũng có những cái kiểu không kiềm chế được, không thì kiểm soát được. Hơi lớn tiếng tí. Nói tóm lại là giờ ông này thứ nhất là tắm lâu. Dạ. Thứ hai là hơi bị nóng tánh. Dạ đúng rồi. Thứ ba còn cái gì nữa không? Ở dư. Rồi con mong chồng con thay đổi điều gì? Tắm nhiều một chút. Thôi chịu khó về tắm nha. Rồi giờ đến con đó. Bà có bao nhiêu tật xấu? Tật xấu thì hình như là gần như là không có. Có ghen không? Đó. Dạ ghen thì có ghen. Tết năm 2024 lúc đấy là con dẫn vợ con đi đi chụp hình Tết ấy. Có một cái chị kia, chị ở Hàn Quốc. Cũng bà chị nữa đó. Dạ. Tự chị kia bà đẹp lắm. Tự nhiên chị nhắn tin cho con, chị nói là chị nhớ em quá. Đấy, chị đấy là bạn của một người anh mà phụ con làm cái công việc của con ấy. Bạn này là coi như là luôn luôn là được những cái người bạn của anh, bạn của chị yêu thương mình. Lạ lùng. Tại vì mình cũng đã từng là chị. Thì đó. Có nghĩa là cái số tiếp cận với những đàn chị, đàn anh. Mình cũng là chị, mình đã hút được rồi bây giờ. Ủa mà sao con đọc được cái tin đó? Con ghen thiệt. Nhưng mà anh chủ động là những tin nhắn đó anh được con đọc. Nhưng mà phụ nữ mà mình đọc đó là mình phải cảm xúc, mình phải vỡ òa liền. Không, nó ghen là đúng rồi. Lúc con ghen con làm cái gì? Con khóc, con không nói chuyện tới thôi. Thật sự con không có như người ta đâu. Cuối cùng thì con giải quyết làm sao? Cái chuyện đó là xong hết chưa? Con mới nhắn tin cho chị đấy. Con bảo là em là có gia đình rồi. Câu hỏi này, con đọc cái tin đó trong đầu con mường tượng tới việc gì? Nếu mà anh này mà anh trả lời một cách mà tích cực lại cái nữa là sẽ cái mối quan hệ này nó sẽ phát triển liền, mình đâu có cản được. Nhưng mà thôi sao, vụ đó là giải quyết rồi đúng không? Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa không? Thật sự là giờ vợ con thì nữ công như chánh thì không được giỏi lắm. Hôm đó là vợ chồng con gây với nhau là con tủi là như vậy. Con thấy là mình giống như mình cố gắng rồi thì mình nấu cơm này kia rồi vô tình là cái nồi cơm nó không có chín. Rồi nó la cái con tủi. La, ổng nói có bao nhiêu con xong cái bắt đầu con tủi, tại lúc đó có nhân viên con nữa. Mình thật sự mình rất là tủi luôn. Đôi khi cái điều nhỏ nhặt đó là chồng con lại nói con như vậy. Theo lẽ là đáng lý ra nó đó. Ủa em sao cái cơm dạ, này nó vậy rồi. Ta? Hay là tại vì hồi nãy em không có xới nó lên ha? Hay sao vậy ta? Ví dụ vậy đúng không? Dạ. Thì cũng đỡ tuổi hơn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đỡ tuổi tại vì này. Con mong muốn cái điều gì sau đó chú sẽ chúc cho hai đứa nghe. Con thì chỉ mong muốn vợ con là ít công việc lại thôi. Xong công việc rồi thì cứ về đi chứ đừng có đợi con. Dạ. Thật sự là thức đêm nhiều quá thì con nghĩ là cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thôi bớt việc lại nha. Thôi chúc cho hai vợ chồng nghe cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Khi chúng ta trò chuyện sâu sắc thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ em là Trần Minh Tài, năm nay em 24 tuổi, thì em hiện tại đang là huấn luyện viên thể hình. Dạ xin chào anh chị, em là Trần Thị Mai Mai. Năm nay em 39 tuổi, hiện tại trước đây em là một ca sĩ. Nhưng mà hiện tại em là một nhân viên của một phòng kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu. Như vậy là hai vợ chồng là có số tuổi là nó trên chút xíu đúng không? Dạ. Đó.
Vậy thì cái cơ duyên nào khiến xui chàng PT gặp nàng ca sĩ? Dạ em gặp vợ em lúc đó là em mới 16, 17 tuổi. Thì thời điểm đó là em đang đi phụ cho bạn em. Bạn em là làm về ảo thuật. Thì em đang là người phụ diễn với bạn em. Thì là vợ em lúc đó đang là giống như cô của bạn em vậy đó. Dạ, có thể người là yêu một... của thầy bạn em. Người yêu của thầy bạn em đó. Dạ. Lúc đó em trong một mối quan hệ cũng là một người nghệ sĩ. Trước đây em làm nghệ sĩ thì trong cái show diễn á, thì sẽ có một cái bạn ảo thuật gia. Thì hai bạn là một bạn thân. Còn cái bạn đó gọi em bằng chị. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là 26-27 tuổi. 26-27 tuổi. Rồi ấn tượng đầu tiên khi mà gặp Mai Mai, Tài còn nhớ không? Dạ nhớ. Cô ấy làm sao? Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Quá dữ. Chửi bạn em là tắt nắng luôn. Mỗi lần mà bạn em làm sai gì là em nghe tiếng thôi là em biết em trốn chỗ khác rồi. Mà em có bị chửi bao giờ chưa? Chưa. Làm tốt lắm mà. Nếu mà dị ứng đúng không? Dạ hơi sợ. Thời điểm đó mới 17, 18 tuổi đâu có... Không nhỏ hơn á, 16 á. Trời ơi, 16 nó còn quá trẻ luôn đó. Dạ. Thưởng thức vợ em hát á, em thấy cái thần thái của cổ trình diễn nó như thế nào? Nó kiểu như là khác xa với mình tưởng tượng. Giống như là trước giờ em nghĩ là ví dụ ca sĩ lên hát thì là cũng sẽ giống như là người ta thu đĩa người ta phát ra thôi. Đặc biệt là với cái bộ môn đó mà em lên thấy vợ em hát live mà còn hát hay nữa. Thành ra lúc đó là idol luôn. Lúc đó là idol luôn. Nhưng mà rồi sau đó là có tìm đủ mọi cách để tiếp cận với idol và tỏ tình với idol? Dạ không, không dám. Không, tại thực vì sự lúc đó không có một cái mối quan hệ nào giữa hai chị em, phải nói là như vậy. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới có. Thật ra khi mà gặp nhau thì ai cũng trong mối quan hệ yêu đương hết. Nhưng mà tới cái thời điểm mà em biết được rằng là cái người bạn trai của em đã cắm sừng em rồi á. Thì lúc đó em vừa mới sanh một em bé năm 2020. Thì thời điểm đó là đỉnh dịch đầu tiên. Mọi người đều phải ở trong nhà và em thì vừa con cái và em là con một. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái kinh tế nó rất là khó khăn. Chồng em thì lại rơi vô một cái kiểu là bị thất tình. Mọi người cứ liên lạc với nhau trên Facebook thôi. Thì lâu lâu cái thấy những cái cáp rồi đó thì thấy hỏi là ồ em dạo này em sao rồi, ổn không? Cũng chia sẻ nói qua nói lại. Thì trong cái giai đoạn tâm sự đó thì với cái vai trò là một cái người em á, ông xã em có gửi cho em mỗi tháng 5 triệu với một cái lời là tại vì giờ em thấy chị cũng khó khăn về mặt kinh tế quá thì em coi như là em giờ vẫn còn có thể chạy bên ngoài, vẫn còn thể đi làm. Thì em gửi cho chị mượn 5 triệu mỗi tháng để chị mua sữa cho em bé. Rồi khi nào hết dịch chị đi làm lại á thì chị gửi lại cho em cũng được. Ủa sao Tài lại có một cái sự chia sẻ mà nó rất là... Em trời ơi, người ta yêu đơn phương. Ủa? Người ta yêu thầm. Tại vì qua một hai lần có nói chuyện trước đó thì thấy là vợ em thời điểm đó là một người rất là biết suy nghĩ cho gia đình. Thì sau đó thì về thì vợ em tỏ tình trước. Thì có một cái buổi tối là có đi uống cà phê thì nghe chồng em tâm sự về cái cuộc sống rồi cái cách nhìn cuộc sống, cách đối xử với người này người kia. Em mới nói ồ, rồi hóa ra cái bạn này rất là trưởng thành. Thế là cái một thời gian sau đợt khoảng hình như là hơn 3 tháng á, cái tình cảm mình cũng có rồi và mình cũng đã bật cái đèn xanh cho bạn này rồi. Tại vì em nói là nếu mà chị không thích một người nào đó, chị khó mà chị ngồi chị có thể nói chuyện với họ lâu như thế này lắm. Nhưng mà lúc đó cũng không thấy chồng em rụt rịch gì hết. Em dễ nói nếu mà bây giờ với cái kèo này á mà mình không nói thì cho ông 10 tỷ ông cũng không dám nói. Một phần là ông đang idol mình, một phần nữa là mình đang chị ông rồi, có nhiều cái nỗi sợ của ông. Thì em mới nhắn cho ông một cái tin trên tin nhắn là thôi thì bây giờ chị thấy hai chị em mình ai cũng rảnh hết á, mình giả bộ yêu nhau cho nó bận rộn được không? Khi nhận được cái tin nhắn đó em thấy như thế nào và em trả lời sao? Dạ trả lời liền luôn là ok chị. Em cũng đã thích chị rồi đúng không? Dạ. Khi mà em nhận lời lúc đó là thứ nhất là có đổi cách xưng hô không, cái thứ hai là bắt đầu tiếp cận với, phải tiếp cận với con Mai chứ đúng không? Đó thì cái diễn biến cái tình cảm của hai đứa như thế nào? Thì mới đầu em thấy cái chênh lệch về tuổi tác như vậy thì em cũng hơi ngại để mà thay đổi, thì em sẽ kêu vợ em bằng chị mà không xưng anh.
À chị với anh. Đúng, đúng rồi, anh. Chị với Mai ơi, anh nói cho chị Mai nghe nè. Dạ đúng rồi. Dễ thương không? Đó. Rồi chị xưng anh xong một thời gian sau thì mới dần dần đổi qua thành anh với em. Ờ. Đó. Rồi còn cái vấn đề về con trai của vợ em thì là em lựa cái thời điểm đó là Tết, và thời điểm đó là hình như là vợ em chưa có nói với lại, nói chung là chỉ hơi mắc mé với lại gia đình bên vợ em thôi, là có người yêu nhỏ tuổi gì đó. Thì lúc đó là mùng 4 thì ông bà ngoại là có về quê, thì em ra nhà không có ai hết, thì em mới nói là em ơi cho anh qua anh chơi với con tạo cái tình thương. Thì lúc đó là qua chơi, mà cái bữa đầu tiên qua gặp nó thì nó nhìn mình nó quá là sợ đi, tại thời điểm đó là rất là bự. Vừa nhìn cái là chui thẳng xuống dưới váy mẹ nó trốn luôn. Dở cái váy lên á, dở cái váy em lên xong đứng ở trong bếp run run run. Nó gào khóc tại vì giống như nó có để râu không? Dạ không, nó không để râu. Mà bự con. Dạ đúng rồi. Trận. Dạ. Mãi sau này chồng em chịu khó qua đưa đi ngắm hoa ngắm cảnh, tại vì trong dịch thì không có đi. Cái ngày đầu tiên đi ra ngoài gặp người lạ đầu tiên cũng là chồng em. Mà đi ra ngoài người đầu tiên đưa cậu bé ra ngoài cũng là chồng em luôn. Thì ẩm đi rồi hái hoa bắt bướm chỉ con này con kia. Là từ từ. Dạ. Là bé mấy tuổi? Là lúc đó 2 tuổi hơn chút. À đúng, đúng rồi. Vậy là nó quấn. Bây giờ em nói, bây giờ sẵn cho em nói luôn, bây giờ là nó đối với bố Tài sao? Trời ơi, nhất ba là nhất. Nhiều khi gọi điện thoại chị hỏi là Barbie đâu rồi mẹ, cái em nói là Barbie con đi làm rồi. Vậy thôi nha, mẹ đi làm đi. Chứ còn không quan tâm em làm gì á. Dạ. Rồi trong quá trình yêu nhau á, với một sự chênh lệch tuổi tác có lớn như vậy á, thì mình có xung đột gì về lý tưởng sống, về cái cách mà hưởng thụ cuộc sống, hay là những cái quan niệm về ăn uống, về đi chơi, đồ này kia nọ đó, thì có mâu thuẫn hay không? Do áp lực về tuổi tác đâm ra là mọi thứ là em chiều theo ý vợ em. Đó, chỉ nói sao mình nghe vậy không có cãi đó. Đó là dựa theo cái định luật bảo toàn tính mạng. Trời ơi, đúng không? Định luật bảo toàn tính mạng. Đúng rồi. Dạ. Đó, thì là vợ em thích kiểu như là thích đi ăn uống ở ngoài đường, đi ăn mấy quán cóc hay là quán ốc gì đó thì em cũng chở đi. Xong rồi em thì cũng thích đi du lịch, vợ em cũng vậy, thì cũng lâu lâu cuối tuần hai đứa đèo nhau đi. Thì đặc biệt á là vợ em cũng có một cái đam mê giống em, đó là đam mê về xe, về phân khối lớn. Thì là em có một đợt em bất chợt em lấy chiếc phân khối lớn của em ra, em hỏi là vợ em ơi giờ đi Đà Lạt không, lúc đó 11 giờ đêm rồi. Thì là vợ em hỏi giờ đi giờ nào về, kêu sáng hôm sau về, cái chần chừ suy nghĩ hỏi đi, là em chạy qua tới nhà em rước đi luôn. Trời đất ơi, coi như đi buổi tối thì gần tờ mờ sáng mới tới nơi. Rồi chắc uống liều phê, ăn hủ gia uống rồi về luôn hả chị? Trời, bây giờ nhiều lắm luôn á chị. Tụi em có cái tên gọi là tour giật giật. Tour giật giật. Tức là giật giật là đi gì đó. Rồi, bao lâu thì, có nghĩa là cái tình yêu của các em là bao lâu thì mới cưới? Mới cưới đó. Luôn là em là cái người sẽ đưa ra quyết định. Em có hỏi chồng em rằng, em hỏi thiệt anh giờ anh yêu em thật hay là em yêu em chơi? Nếu mà anh yêu thật thì tính theo thật, mà chơi thì để em biết được em tính. Thế nói anh yêu em thật. Cái nói vậy anh về nói ba mẹ đi làm đám cưới. Hỏi cũng được nữa. Tại giờ em cũng không phải đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà nếu mà nghiêm túc thì chơi theo kiểu nghiêm túc đi. Thế là hôm sau anh về anh hỏi gia đình thiệt. Thì lúc đó cái câu trả lời của ba mẹ chồng em á, với là cái câu bất ngờ. Sao? Anh nói gì? Thì lúc đó em về em hỏi ba em, mà em biết rồi. Em hỏi mẹ em trước, mẹ em kêu tùy, tự quyết định đi con. Rồi hỏi tới ba thì ba em mới làm bất ngờ. Tại vì thường đó giờ ba em trong mắt em là người rất là nghiêm và khó. Thì khi mà em nói với ba em kêu suy nghĩ kỹ chưa? Rồi bây giờ mày coi như là mày vô sinh đi, coi con của mày thì mày cưới. Bà quá tuyệt vời Chú hay quá chú. Chú rất con rất là bất ngờ, là phải nói là xin được thể hiện một cái ngưỡng mộ nè, ngưỡng mộ quá với cái quan điểm tuyệt vời luôn. Sau khi cưới về đó em có cảm nhận được cái cuộc sống em nó thay đổi nè, ở gia đình bên chồng em, có nghĩa là thân thuộc và thân thiện như thế nào? Ngồi ở đây em có thể nói rằng cái từ hai lần em cảm giác được cái từ hạnh phúc đó là lần đầu tiên em đẻ con em.
là em biết cái từ hạnh phúc nó viết ra như thế nào, định nghĩa như thế nào. Và lần thứ hai đó là em lấy chồng em. Em cũng không nghĩ là em có thể gặp được một cái gia đình chồng hoàn hảo mà ông xã rồi ảnh trưởng thành á, những cái gì mà em trước giờ chưa có. Em còn nhớ ảnh quả nói em yên tâm đi, anh thì không có giàu có, nhưng mà em cần cái gì anh sẽ cho em cái đó. Em muốn danh phận anh cho em danh phận. Giờ và được cái là nộp hết lương cho vợ. Một ngày chỉ xin 60.000 thôi. Cái câu chuyện của em á hả, nó giống như là một cái giấc mơ vậy đó. Nhiều khi em nói với chồng em là em hy vọng là nó cứ kéo dài như thế này hoài, tại em cũng không muốn là anh thay đổi. Thì ông xã em cũng là một cái người trưởng thành một lần nữa. Nói chung là trấn an mình, cho mình một cái sự an tâm. Nhưng mà hai đứa là định bao lâu, đến bao giờ thì sẽ có em bé thứ nhì? Dạ, cuối năm nay chị. Sau khi kết hôn đó. À, thì mới về ở với nhau thì mới vỡ òa ra là có một số những cái khuyết điểm của bạn đời mình mà lúc mình yêu mình chưa thấy. Với Tài á thì em thấy có cái gì loài ra sau khi cưới? Chồng em á thì là thích nuôi thú mà không có chăm thú. Nuôi thú? Dạ, nuôi mấy con mèo, con nhím gì đó. Và vấn đề á là những cái đứa con của anh á, nó sẽ để lại cái hệ lụy là cái tường mà ví dụ mình dán tường xốp á thì chị biết con mèo rồi đó, nó cào từ giáp dòng nhà hết trơn. Đó, mà bây giờ em cũng không có cách nào để trị nó hết đấy. Sau bây giờ chỉ là có chị qua chồng em thôi, thì để chồng em tự giải quyết cái tường nhà em. Rồi còn những cái nó, em thấy là những cái thói gọi là xấu thì không phải xấu, mà là chẳng qua chưa có cân đối được. Ví dụ như là chồng em thì mê xe, mê mô tô, thích độ xe. Nhưng mà không sao, quyền sinh sát trong tay em rồi, em phải duyệt mới được. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nữa là những cái việc nhà không, anh không có lười, em khẳng định là không lười. Nhưng mà mình phải lên một cái thời khóa biểu cho anh thì anh mới làm. Trước khi em đi làm nói anh 9 giờ là phải rửa chén, 10 giờ quét nhà hay là cái gì đó, em phải giao một cái việc gì thì anh mới làm. Còn nếu mà tự khách mà anh làm thì không có. Nhưng mà cái này cũng châm trước được, tức không là biết tự sáng tạo. Dạ, tức là châm trước được, tức là có kỷ luật là được. Rồi có ghen không? Cũng ghen nhưng mà cho nó là có cái gia vị thôi không? Dạ. Chứ bây giờ tất cả điện thoại rồi tài khoản nó đều minh bạch hết, tiền bạc nó cũng minh bạch. Với lại ảnh cài vô trong cái máy em á 7749 cái app mà định vị anh. Anh còn có cái màn mà làm nhục vợ nữa là em ơi, cái điện thoại anh mới mua á, anh mới cài cho em 5 cái app chụp hình, 6 cái app chỉnh hình đó em. Cái này là ý anh nói em xấu quá. Rất là hồn nhiên cài sẵn vô đó. Rồi giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thật ra thay đổi thì em nghĩ nó không có gì để thay đổi hết đâu. Cứ giữ nguyên vậy đó. Em chỉ mong là hai vợ chồng em giữ đúng cái phong độ này về làm việc, gia đình, con cái. Rồi bây giờ tới Tài đó. Sao em? Vợ em có những điều gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng? Không biết nó có dám nói hay không đó, đó mới là cái vấn đề. Nó nói quá là về nó còn có 20%. Dạ chưa hài lòng thì là chưa có, nhưng mà có surprise sau khi cưới về thì có, tức nghĩa là có những cái bất ngờ. Là trước khi cưới là một người rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm chỉnh trong công việc và làm việc thì gọi là không ai qua mặt được. Nhưng mà sau khi cưới về thì vợ em bị nhí nhảnh đột xuất. Bị nhí nhảnh đột xuất. Làm cho em thấy ủa cưới đúng vợ không ta, ủa có bị đổi chị em ruột gì không. Xong rồi về nhà thứ nhất là làm nũng, thứ hai là hay nhõng nhẽo với chồng. Rồi còn gì nữa? Có ghen không? Ghen không? Dạ có. Đó, ghen thì nói ra không? Đi dạ, ghen chứ sao không ghen. Cái câu chuyện này là nó nằm ở cái lúc mà trước khi cưới. Là lúc đó là em với vợ em có đi chơi. Thì công việc của em là luôn luôn take care khách hàng. Thì đợt đó là mới vừa quen thì cái khách nó vẫn còn đi theo cái luồng là cần một người tâm sự. Thì ok, đứng trên phương vị là mình là một người thầy, ok em bị vậy đúng không thì giải quyết xong. Nhưng mà nó bị hỏi quá nhiều mà nó tự đưa ra những cái thông tin thân mật của khách của em. Thì vợ em đọc được, em hỏi tại sao làm huấn luyện viên mà lại tới mức này. Nhưng tâm sự đó. Tâm sự xong cái là bữa đó là mém một xíu là điện thoại em bay vào tường. Là nóng. Dạ thêm thật nóng nữa. Nóng đó. Ghen đó, ghen là ghen đó. Rồi giờ cuối cùng là giờ mong muốn bé Mai Mai mình thay đổi điều gì nữa không? Mong muốn thì có, là cố gắng làm sao mà tự take care bản thân mình nhiều một xíu. Tức nghĩa là có thời gian thì dành cho gia đình là tốt, dành cho những người xung quanh là tốt, nhưng mà mình không có trong đó là lại không tốt. Cái mong muốn của Tài là hoàn toàn đúng luôn. Dạ.
em phải có cái đề ba từ bán lý, là từ cách đây cũng phải là mấy năm á. Yeah. Phụ nữ là 30 tuổi là bắt đầu phải đề ba cái vấn đề bảo vệ cái nhan sắc của mình. Yeah. Sức khỏe của mình rồi. Biết là ai cũng phải chi ly tính toán để trong gia đình, nhưng mà đến một lúc nào đó, đến khi mà mình muốn chăm sóc cũng không kịp. Hôm nay nói chung là thời điểm này em cũng đỡ hơn rồi. Ừ. Một phần là chồng em anh cố gắng anh làm á để cho kinh tế nó thoải mái hơn một chút xíu. Bây giờ lấy chồng thì nó cũng đỡ hơn ngày xưa là mình phải một mình vất vả. Nếu mà thực sự có một cái người để bảo vệ mình á, em vẫn muốn làm một cái, không làm sư tử nữa, mà là một cái con mèo nhỏ để mà được bảo vệ. Cho nên em nói là anh nên nhớ rằng anh là cái người duy nhất thấy cái sự vô tri của em. Chứ bình thường không có ai biết đâu, với cái cấp bậc em bây giờ thì không ai thấy đâu. Dễ thương quá à. Dạ. Hai vợ chồng này rất là đáng yêu. Chúc cho hai vợ chồng mai mai với tài à, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ. Và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một nàng công chúa. Dạ. Dạ. Đúng rồi, công chúa. Sẽ đến với gia đình của mai mai và tài tài. Dạ. Dạ. Em xinh là con có ấn tượng với cổ đúng không? Không, thực tế là ấn tượng thì không, mà con ghét quá, con phá mà. À. Con kiểu mắc mới gì con phá người ta. Ừ. Con tới con trả giá kiểu đó mà con. Đúng rồi. Con ghét người ta. Không, nhưng mà cái giá đấy con không phải trả thấp. Mà sau em mặc bằng chung ấy thì nó vẫn cứ cao, chẳng qua cái bà này bà hô giá cao thôi. Đấy, chứ không phải là giá con trả là thấp đâu. Nhưng mà con đã không thích rồi thì về sao về lại nhắn tin? Không. Đâu có không, chưa, đã là ghét người ta không ấy là còn mua cái giá trao đồ gì vậy? Là à. Lúc đó là con lầy, con chọc hay là con thực sự con cần cái giá trao đồ? Có nghĩa là con cũng có cần thật, nhưng mà cũng mục đích là để kiếm cớ để nói chuyện đấy. À. Tại vì lúc đấy nói không ấn tượng thì cũng không phải không ấn tượng, nhưng mà kiểu là mình tự cái vụ mà mình không được chuyển nhượng ấy. Sau là hai bên có nhắn tin qua lại với nhau một thời gian thì con biết là bạn này chuẩn bị kiểu đóng cửa hàng đi ra Hà Nội ấy. Đi ra Hà Nội làm việc thì con này mời bạn này về làm nhân viên của con. Con kể con nghe coi cửa hàng nhà bạn này lớn không? À không, cái lúc đấy là lúc đầu là anh làm nhà nước. Thì bắt đầu là thấy kinh doanh cũng ổn và làm nhà nước nó không ổn, lương nó không được cao ấy cô, nên là bắt đầu xin ra ngoài, nghỉ ra ngoài kinh doanh online ở nhà. Đấy thì là mở bán tại nhà, bán online tại nhà và đang muốn là mở một cửa hàng nhỏ ấy. Thì lúc đấy cũng chưa có vốn nhiều ấy. Đấy là, nhưng mà không biết, con không biết là tại sao mà cái mức lương cơ bản ở quê con tầm 4-5 năm trước á là chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Đấy mà ông lại trả con 7 triệu luôn. À lúc đó là đã có cảm tình rồi đúng không? Con nghĩ là thế. Tức là đưa con về làm nhân viên. Dạ. Và đó là nhân viên bán hàng đó. Đúng không? Là có cái, lúc đó là con đã có cái cửa tiệm nhỏ rồi. Chưa có cái gì cả luôn. Là nhân viên bán hàng online thôi. Dạ. Con chỉ ngồi đấy thôi. Mà trả 7 triệu. Vâng. Trả 7 triệu. Em hiểu không? Hiểu, nhưng mà sao? Cái sự mà nó gọi là mê gái mà. Thì bởi vì em đang thắc mắc, em mới hỏi nè. Tức là sau khi cái vụ mà trả giá mà không được rồi, đã không có cảm tình rồi. Dạ. Mà tại sao lại nhắn tin rồi sau đó lại tạo điều kiện cho cô này, cổ đi về, cổ làm việc với mình và trả một cái giá như vậy? Có nghĩa là có một câu chuyện như thế này. Có nghĩa là con với vợ con lúc đấy giờ bạn bè nhắn tin qua lại với nhau công việc thôi. Nhưng mà có một hôm ấy, con rủ bạn này uống nước chè. Thì không biết bạn này cố tình hay cố ý, có một bạn khác nữa cũng tới, kiểu giống như kiểu là dằn mặt con, giống như kiểu là anh mà không yêu em đi thì thằng thì người này sẽ yêu em đấy, kiểu như vậy. Thành ra con tức quá, con nghĩ phải tán đổ bằng được vợ con. Và không, lúc đầu nghĩ là đùa vui thôi, không nghĩ yêu đến bây giờ luôn. Vâng. Là lúc đó là con đưa vợ con về làm cho con trả 7 triệu. Vâng. Rồi có tăng lương không? Làm bao lâu thì tăng lương? Lúc có nghĩa là tầm khoảng làm được 3 tháng ông thấy trả lương này cao quá. Ôi, 7 triệu mà cao hả? Dạ, ở Vinh con như thế là cao lắm. Ở chỗ con nó là cao gần gấp đôi. Đúng rồi, ở 3-4 triệu à em? Không, cái khoảng 4-5 năm trước nữa thì mức đấy là nó cao. Thì nghĩ là thôi hay thì cưới đi, đỡ phải trả lương. À, con tính dễ sợ luôn á. Cái này là mẹ con tính. Mẹ con tính giùm con hả? Mẹ con tính để bắt hai đứa cưới. Đấy. Không, bây giờ chú hỏi này, trong cái thời gian làm việc á. Dạ. Thì là con có cảm nhận được là ông này là ông thích mình không? Và có bao giờ ông tỏ tình với nhân viên trong lúc làm việc không? Nếu mà để mà cảm nhận được thích hay không thì là từ cái lúc mà anh em đang nói chuyện với nhau nhá.
là đã cảm nhận được là có tình cảm rồi thì cả hai mới xác định là ở lại làm và nói chuyện với nhau. Còn nếu mà không có cảm tình thì chắc là không nói chuyện với đâu với chú ạ. Nhưng mà sau khi về làm chung nhỉ? Về làm chung thì cũng không gọi là tán hay là gì trong lúc làm việc đâu, rất là bình thường, công việc ra công việc. Đấy. Nhưng mà lúc đến làm và lúc đi về thì cũng rất là ga lăng. Mặc dù con ở xa tận 7-8 cây số nhưng mà vẫn không đèo đâu, nhưng mà đi một xe máy bên cạnh xe của con thế này này. Đấy, kiểu đưa đi đón về như thế cũng rất là tâm lý luôn. Nhưng mà lúc nào thì làm được bao lâu thì con cảm thấy con yêu anh này? Lúc mà anh mướn con về là con thích anh chưa? Chắc là lần đầu nhìn con đã yêu rồi. Không. Chắc không. Lần đầu nhìn thì ai thấy trai đẹp thì nó cũng phải có mất 3 giây để đứng hình thôi. Nhưng mà xong tầm khoảng hơn 2 tháng ấy. Lúc anh mướn con tại sao con giữ sĩ diện? Mình đường đường là một bà chủ đi sang nhượng cực cửa hàng. Không. Và bây giờ tự nhiên về làm nhân viên cho ổng. Tại vì như thế này, cô này, vì lúc đấy là kinh doanh online nó mới phát triển. Mà con thì con bỏ cái nghề thẩm mỹ lâu rồi. Mà con bây giờ con đi ra ngoài kia thì con cũng phải đi làm cho người ta chứ không phải là từ mở cửa hàng được. Nhưng mà ở Nghệ An thì con thấy là ôi tự nhiên lại nhận được mức lương cao như thế mà lại cũng gần nhà mình tự phát triển cái online của mình luôn, vừa bán hàng cho anh ấy vừa làm cộng tác viên tự bán hàng ấy cô. Thì nó ổn định hơn, con thấy nó ok hơn. Là chỉ có suy nghĩ đó thôi đúng không? Vâng. Chứ chưa hề là trời ơi, đã vậy lương cao mà lại bán cho một cái anh chủ đẹp trai như vậy. Có bao giờ lúc đó là con suy nghĩ là hay là mình nhận lời đi, xong có gì mình bắt sát ảnh luôn? Không, giờ có cái suy nghĩ đó không? Không, không. Như vậy dở chứ, gặp chị thì chị nghĩ vậy luôn. Hút luôn. Ồ, thiệt luôn. Ủa, nhưng mà là hồi nãy con có nói là mẹ con là cái người mà coi như là xúi con là lấy cô này. Vâng. Đúng không? Vâng. Như vậy là từ lúc vô làm việc là con đã tiếp xúc với mẹ của ảnh. Không, nhưng mà nó là như thế này. Sao? Có nghĩa là lúc vừa con mới vào làm việc, mẹ con là người cấm đoán, ngăn cản, không cho hai đứa làm việc với nhau. Và ủa, nhưng mà công ty con là chỉ có con với cô này thôi hả? Vâng. Nhưng mà làm ở trong nhà ấy, tại vì lúc đấy con mới kinh doanh, con chưa có tiền, chưa có gì cả, không hề có một cái gì hết. Bắt đầu giống như bàn tay trắng ấy, làm trong cái nhà mà nhà con ở quê thì nó cũng nhỏ, có 40-50 mét vuông thôi. Làm trong cái nhà thì sẽ có bố mẹ đi ra hàng ngày nữa, chỉ sẽ tiếp xúc. Nhưng mà lúc đầu mẹ con thì không thích vợ con, bởi vì xăm nhiều, xăm những cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà kiểu không thích. Tại vì mẹ chồng con là làm giáo viên ấy, nên là lúc đầu thì cũng hơi khó một chút. Đúng rồi. Hơi khó với những cái hình xăm đó. Có nghĩa là mẹ con thì cấm đoán, cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng khóc vài lần. Có nghe không? Dạ có, mẹ mà cứ gọi điện cháu làm nhân viên thì được, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Với cả là gọi điện mà là cháu mà đi chơi với anh Tú ấy, bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và lúc đó cái cảm nhận còn sao? Dạ tất nhiên là buồn. Mới đầu thì chưa gì cả, thì cũng chưa phải mới đang thích nhau chứ chưa phải là yêu. Đấy, nhưng mà sau con thấy anh cũng cương quyết, nói chung là anh cũng có cái ý kiến riêng của bản thân mình. Và con thấy cảm thấy ok, cảm thấy được. Thế là con nhận lời yêu. Thì xong hai về làm thì một thời gian mẹ thấy cũng hai vợ chồng cũng chịu khó, và lúc đấy mẹ con về hưu rồi, mẹ con cứ cơm nước đưa ra ngoài ấy, thì mẹ thấy hai vợ chồng chịu khó làm tận 1-2 giờ sáng cô ạ. Đấy, chở từng bì hàng đi ra ngoài cầu ấy, xong rồi gửi giao xe cho người ta tận 2-3 giờ sáng. Thế là mẹ thấy ôi hai vợ chồng hai đứa này nó chịu khó. Thế là từ đấy mẹ lại thay đổi suy nghĩ và mẹ giúp. Dạ. Như vậy là cái thời gian họ gần nhau á, buổi sáng buổi chiều tới buổi tối luôn đó chị. Như vậy chắc có lẽ là cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện nhanh lắm đúng không? Người chồng con thực tế 4 năm cưới nhau thì thực tế dính nhau 24-24 cả 4 năm luôn. Không hề, có nghĩa vợ chồng con hầu như ở với nhau cả ngày, làm chung rồi đi đâu cũng phải có nhau mới đi. Còn ví dụ mà vợ mà không đi là mình cũng không đi, kiểu như vậy. Như vậy là con làm tới 1-2 giờ khuya là tối là con ngủ lại luôn công ty chứ? Không, về ạ. 1-2 giờ khuya đó là vẫn về. Thì cho nên bạn con về tới nhà là mấy giờ? Bạn này đi xe máy kè theo để đưa về. Vâng, đúng rồi. Cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ đó. Dạ không, đi tầm ở Vinh thì nó không tắt đường như thế này. Nhưng mà đi tầm khoảng 30 phút, 15 phút thì đấy thôi. Nhưng mà bạn này làm cho con bao lâu thì con thấy là yêu bạn?
thực tế là làm chắc khoảng 2-3 tuần gì đấy là con thích yêu rồi đó. Là con thích rồi. Thời gian lâu quá. Nhưng mà con này không bao giờ kiểu nói những câu tán tỉnh gì cả. Con này không kiểu chỉ làm việc với nhau và có nhảy sinh tình cảm, hai đứa từ thích nhau và yêu nhau thôi chứ không hề nói. Nhưng mà nó phải có một cái động thái là tỏ tình với cô ấy chứ, đúng không? Nắm tay nè, lén hôn má nè, rồi từ từ hôn môi nè. Cái đấy là con xin. Xin. Con xin tử tế, giống như kiểu đang đi ngoài đường, em ơi cho anh nắm tay nhé. Là sao, 3 tuần? Không, thì cũng phải 1 tháng ấy. Con mới xin. Chị nó cách nhau có 1 tuần nữa thôi. Con nhớ phải xin tử tế, nếu như vừa con cho thì con mới nắm tay. Rồi hôn thì sao? Con cũng cứ xin. Em ơi cho anh hôn em nhé. Rồi vấn đề trả lời sao? Thì mấy lần đầu thì cũng không cho, làm giả mà chú. Sau dần thì cảm thấy thích rồi thì vẫn ok. Ok. Nhưng mà cái chuyện tình yêu của bọn con cảm giác nó nghèo lắm chú ạ. Và trong quá trình hẹn hò thì người ta phải đi xem phim, đi ăn thế nọ thế kia. Nhưng vợ chồng con không. Ăn rồi chỉ đi ra ngoài đê ấy, ngoài chỗ con có cái đê ấy cô. Hay là ra uống nước chè. Uống đúng 3.000 nước chè xong rồi gọi không thêm rượu Dương. Là đi về thế thôi. Mà con thấy cảm thấy là anh ấy rất là lịch sự và nói chung là nó không kiểu là vồ vập như những người con trai khác. Con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Em ơi, hôm nay em có thích anh hơn một tí nào chưa? Rồi hôm nay anh nắm tay em được không? Cho anh hôn em một cái nhé. kiểu thế. Dễ thương quá. Vâng, rất là hay chứ ạ. Con nói đi là một cái em có cảm giác em ngồi bờ đê ngoài Bắc chưa? Chưa bao giờ. Trời ơi. Cái đó nó còn lãng mạn hơn bất kỳ một cái cầu ánh sao nào. Gió rất mát luôn. Tại vì là nhưng mà ngồi buổi gì chị? Buổi chiều á. Chiều tối. Vâng. Tại vì là cái bờ đê vậy nè, xong bắt đầu là ngồi uống nước chè đó, uống nước chè xong rồi là cắn hướng dương đúng. Lâu lâu đáng yêu vô cùng. Nói chung một buổi hẹn hò không bao giờ quá 30.000. Nhưng mà bây giờ tụi con nghĩ lại nó là một cái kỷ niệm rất đẹp đúng không? Vâng. Không phải là cái chuyện là tình yêu mà đi những nơi sang trọng, đi những nơi nó luxury thì mới gọi là tình yêu đẹp. Chính những cái tình yêu nó giản dị, nó chân phương, nó mộc mạc như thực tế cũng muốn đi nhưng mà lúc đấy không hề có tiền. Tại vì nhà con ăn sáng ấy khi nào cũng mỗi người 10.000 thôi, không hề có tiền luôn. Tại vì lúc đấy bố mẹ ta phản đối ấy. Mà con thì giống như kiểu bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm, không có ai giúp đỡ, không ai cho vay mình gì cả, cứ tự mình bon chen thế thôi. Năm 10.000 có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cứ kiểu như thế, vừa con làm nhân viên cùng hiểu con nhất, bảo hôm nay không bán được hàng là không có tiền rồi. Thì hẹn hò cũng chỉ ngồi nước chè thôi. Cũng chưa ăn đồ nướng hay đi đâu xa xỉ cả, và mấy tháng sau cưới nhau. Đấy, chấp nhận cưới tức nhau. Là mấy tháng sau là cưới nhau đó. Dạ, từ lúc làm, nói chung là từ lúc quen đến tầm khoảng 3-4 tháng á, là mẹ hỏi cưới. Xong rồi từ lúc đấy cho đến lúc cưới nhau là tầm 6 tháng á. 6 tháng, tổng là 6 tháng. Dạ. Tổng là 6 tháng cả. Là tụi con cưới quen không? Nhau. Dạ. Tổng là từ quen nhau cho tới cưới là 6 tháng. Và tụi con cưới là bao lâu rồi? Bây giờ 4 năm tròn, 4 năm rồi. Dạ. Có mấy bé? Dạ, hiện tại thì con có một bé 18 tháng ạ. Thì là cưới xong là có em bé liền. Dạ không. Nhà con gần 2 năm sau. 2 năm sau mới có. Có nghĩa thì là cũng được mà, tại vì biết sao không? Còn trẻ quá đúng không? Thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là sự nghiệp chưa đâu chưa ổn định cả. Cho nên là có em bé sớm một chí. Nhưng mà gia đình của bên này là mẹ đó là coi như là tác hợp cho hai đứa và hối cưới. Mà mình gia đình con thì sao? Gia đình con thì ôi may quá, có người rước rồi. Kiểu con, anh Tú là ở thành phố nhưng con là ở quê. Con làm, em con làm việc ở thành phố thì tâm lý ở quê thì thường là sẽ là các bố mẹ là tầm 25-26 tuổi là con gái là như một quả bom ở trong nhà, ai rước là mừng lắm rồi. Kiểu cảm giác như thế cô chú ạ. Nên là thấy hỏi cưới là ok luôn. Vì chắc bà nội là nôn nao cháu nội dữ lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà cái lúc mà cưới nhau mà tới 1.5 năm mới có em bé à? Dạ, thực ra là vợ chồng con là bị hiếm muộn. Dạ. Thì cứ cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không được, thì dính vào cái lúc bị dịch Covid là hai vợ chồng con tính là sẽ đi cấy. Đấy, nhưng mà bị dịch Covid thế là không đi được. Thì không nghĩ là mình có, nhưng tự nhiên lại thả tự nhiên thế là lại có, nhưng mà rất tiếc là cái bé đầu là nhà con bị sẩy. Đấy dạ, thì sau 6 tháng sau là để tự nhiên là có lại bé này. Chúc mừng con. Dạ. Rồi, bây giờ là cưới nhau được 4 năm, em bé thì được 18 tháng. Dạ. Và bây giờ tới cái phần này nó hấp dẫn lắm nè. Tức là cái phần kể
kể về những cái tật xấu của nhau, đúng không? Con vâng. Xem chương trình này rồi con biết mà, đúng không? Vâng, vâng. Và con thích cái phần này không? Có, thích nhất. Lên nhà thì xấu. Thích nhưng ngồi đây thì không thích nữa. Nó tiếng gì con không thích thôi, bây giờ mời con nói trước. Đây đây. Thôi vừa nói tiếp đi. Nói tật xấu cũng chẳng phải là tật xấu, mà là có những cái điều mà đối phương mong mỏi mình sẽ hoàn thiện hơn, để gọi là giống như là mình thoải mái, hoặc là trong cái gia đình mình nó sẽ hoàn thiện để mà mình có thể ở bên nhau lâu dài. Yeah. Tại vì tụi con đã chọn lựa nhau rồi, đúng không? Yeah. Chọn lựa. Đúng rồi. Chọn. Hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Tức là đã chọn lựa rồi là phải chọn đúng người. Chọn lựa đúng không? Vâng. Chọn đúng người, đúng thời điểm, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ. Yeah. Hay không chị? Rồi, bây giờ mời các con. Ai là người nói trước đây? Anh nói trước đi. Anh nói trước. Vâng, vợ con thì thực tế tính xấu thì cũng không có nhiều, nhưng có một cái tính con cực kỳ ghét, đó là sống giống như tự kỷ ấy. Đúng. Sao cầm điện thoại không nói chuyện với chồng? Là không phải tự kỷ, ở đây giống như người hướng nội ấy, không hề giao tiếp bất kỳ người ngoài nào trừ công việc ra, là không hề có bạn bè. Bốn năm cưới nhau ấy, vợ con không hề có thêm một người bạn bè nào mới cả. Chỉ có mất đi chứ không có bạn bè. Giống kiểu cuộc sống của vợ con chỉ lủi thủi là bố mẹ, anh chị và chồng với con thôi, không hề có giao tiếp ngoài, công việc là không nói nhá, còn bạn bè mới là không có, cứ thế ở trong nhà thôi, không đi chơi. Vợ con cực kỳ ghét đi chơi, không thích mua đồ, không thích đi chơi, không thích du lịch, không thích coi phim, không thích làm gì cả, chỉ thích ở nhà thôi. Và nhiều khi như thế vợ chồng con hay cãi nhau, cái chuyện đấy là cãi nhiều. Có nghĩa là cãi nhau ở đây có nghĩa là con bắt vợ con phải đi chơi, kiểu đi chơi cùng ấy, tại vì thực tế vợ ở nhà thì mình cũng phải ở nhà. Mà nhiều khi vợ chồng mình còn trẻ nữa, làm cả ngày mệt mỏi rồi, có những ngày nghỉ thì cũng phải đi chơi này đó, đi du lịch một năm cũng phải ít một hai lần. Đây không, khi nào cũng ở nhà, cứ đi chơi, nói đi chơi là hai vợ chồng phải cãi nhau. Đấy là con muốn cậu vừa thay đổi là phải hướng ngoài ra, rồi tiếp xúc nhiều người hơn, mở ra. Vâng, có bạn bè mới rồi các thứ. Nhưng mà ở nhà như vậy á, tiếp xúc nhiều á, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện. Vâng. Đó, anh hiểu mà. Thà là không gặp nhau, chứ gặp nhau là phát sinh nhiều thứ lắm. Vâng. Hay đưa ra những cái vấn đề mà hai đứa sẽ không đồng quan điểm với nhau, là hay cãi vã, hay tranh luận với nhau. Thì có cái chuyện đó không? Thực tế là vợ chồng thì không thể tránh được những cái quan điểm riêng, rồi cãi vã nhau là có. Nhưng vợ chồng con... Nhiều không á? Nhiều thì không phải nhiều. Nhưng vợ chồng con có một cái hay như thế này. 4 năm cưới nhau, vợ chồng con có giận nhau nhưng không bao giờ giận nhau quá 24 tiếng. Giận nhau có thể người này đi đây đi đó cũng được, nhưng mà trong vòng buổi tối cũng phải về ngủ, các thứ giống như sinh hoạt bình thường với nhau. Đấy là trong vòng 24 tiếng sẽ làm lành với nhau. Đấy. Có nghĩa là giờ tật xấu đầu tiên là sống khép kín quá, không chịu mở lòng ra với mọi người xung quanh, ít bạn bè, làm biến đủ thứ, làm biến đi chơi, làm biến tiếp xúc, không thích đi du lịch, nói chung là không thích gì trơn trọi. Vâng, đúng rồi. Nhà. Vâng. Rồi. Còn tiếp theo còn cái gì nữa? Cái thứ hai thì chắc là ai cũng thế, hay nói nhiều, nói nhiều cứ đổ lại nhà trường cũ ấy cô. Một cái chuyện hồi xưa mà cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Là chuyện gì? Giống kiểu tình xấu của mình, giống như kiểu anh bảo béo giảm cân các thứ, cứ nhắc ngày này qua ngày khác thì nhiều kiểu nữa. Nhiều chuyện lắm. Tức là nó dài, nó dai. Đúng đấy. Vâng. Có nói dài bao giờ chưa? Cũng nói dài, nói dai nhiều thì chắc chắn là sẽ nói dài. Nói dài ví dụ đi, con thử có cái nào mà nói dài mà để cho nói dài, nói dai xong thành nói dài rồi vợ, rồi chồng giận không? Chồng nổi điên lên rồi hai đứa lại cãi nhau. Có chứ nhỉ? Có rồi, nhưng mà bây giờ thì không nhớ. Không nhớ luôn, tại nhiều quá hay sao? Hay là ít quá? Cái tính con là con rất hay nói kiểu hay nhằn chồng á. Kiểu như là khi mà hai vợ chồng làm cùng một công việc nhưng mà đưa ra ý kiến là chồng con cảm thấy không ok, là chồng con bảo không được. Thế là con là, đấy anh lại như thế. Cái lúc anh bảo không góp ý, em góp ý thì anh lại không nhận. Đấy kiểu như thế. Xong rồi con có một cái hay đó là không biết, chắc là chồng con rất ghét, đó là khi mà cãi nhau với chồng là con cứ mách ba mẹ chồng con, xong rồi ba mẹ con lại gọi lại nói chồng con tiếp. Đấy là chồng con lại bực mình hơn. Lại đấy, nghe lại công chuyện. Vâng. Thèo léo. Đúng rồi, là con tầm thế thôi. Có nghĩa là ba mẹ chồng con thì quý con dâu hơn cả con. Khi nào cũng cứ bênh thôi. Có pha nước cam thì cũng chỉ pha một cốc cho vợ uống.
Mình là ngồi nhìn, cái gì cũng cứ gọi gọi điện cả ngày, mỗi ngày ngày nào cũng phải gọi những người yêu ấy. Hay quá ha. Từ lúc không đồng ý luôn, từ lúc mẹ chồng không đồng ý, ghét mà bây giờ thành ra tương lai. Giống như là con ruột rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi còn tập gì nữa không? Có lượng thượng bề bộn không? Rượm thượng bề bộn thì cũng có, nhưng mà trong cái phạm vi rồi chấp nhận được, rồi hai vợ chồng con rồi sống riêng ấy. Thì tất nhiên cũng kiểu vợ chồng trẻ thì kiểu sáng thì đi làm sớm, rồi tối thì muộn mới về, công việc của vợ chồng con ấy, nhiều khi 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Thì lúc đấy chỉ có muốn nằm nghỉ để các thứ thôi, chứ không, chứ bây giờ nhà có bẩn thì cũng phải để ngày mai tính. Vâng. Bây giờ mệt quá rồi đúng không? Thành ra thói quen rồi. Thì mình chấp nhận được. Thôi cũng nhiều tật lắm rồi em. Thôi nói chung là cũng chỉ có vỏn vẹn có vài ba tật thôi. Bây giờ nhân thì con cái cũng... tật đó cũng nhiều rồi chứ không có đâu em. Cái nào? Cái thèo lẻo không chỉ thấy là ấy là đó. Thôi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vâng, con mong muốn vợ ở đây. Mở lòng ra nè. Đúng rồi, nãy có nói thực rồi. Thực tế chỉ muốn vợ giao tiếp với nhiều người hơn. Mở lòng mình ra và cố gắng giống kiểu mình vất vả nhiều rồi. Thì bây giờ mình có một tí thì mình nên hưởng thụ một tí kiểu sống nó vui vẻ hơn thôi. Còn về nói thay đổi thì cứ như thế này là được. Rồi. Tại vì mình chọn đúng người rồi thì mình yêu họ như thế nào lúc đầu thì bây giờ mình cũng yêu như thế thôi. Hay quá. Vâng. Chấp nhận là nó dài nó dai đúng không? Chấp vâng. nhận luôn. Rồi cái đấy tới thì... con đó. Con thì con thấy chồng con có một cái điểm con chưa ưng, đó là chồng con hay khùng lắm, hay nóng tính ạ. Tính hay cộc, mà cộc không kể biết lý do luôn. Khi một khi đã cộc lên là tất cả mọi người xung quanh đều phải hứng chọn cái cơn giận đấy. Mặc và dù... chú muốn biết là cái phản ứng của chồng con cái lúc đó nó như thế nào, nó dữ tợn không? Dạ, và có nói những cái câu khó nghe không? Không, nếu mà nói khó nghe thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó trong cái phạm vi là kiểm soát được chứ không phải là bung bét ra đấy. Nhưng mà chồng con dở một cái là cứ mỗi lúc mà bực lên á, không phải lỗi của vợ nhưng mà vẫn nói vợ, nói nhân viên, rồi nói mẹ, cứ nói tùm lum tà la xong đấy, rồi lại xong đến khi hạ giận xuống là biết mình sai thì lại đi xin lỗi. Đi xin lỗi từng người á. Vâng. Có thể là không nói ra lời xin lỗi nhưng lại làm những cái việc như là mua quà, rồi lại là cứ đến thúc rồi thôi đừng giận nữa, kiểu như vậy. Rồi cuối cùng hóa ra ổng là người lỗ. Dạ. Giận lên xong rồi phải đi mua quà. Dạ. Đó mà lỗ. Đó. Với cả một điểm đó là chồng con rất lười dọn. Con đã lười rồi nhưng mà nhiều khi là con lười là do chồng con không chịu giúp con, thành ra con để đấy để xem chồng con thái độ như thế nào. Nhưng mà con mà đã không làm là thôi, chồng con cũng để im luôn. Rồi cuối cùng ai làm? Thì cuối cùng là con làm. Đấy, nên là con rất ghét cái đấy, và con muốn là chồng lười không chịu chia sẻ công việc đúng với rồi. Bà. Đúng không? Tất nhiên là con biết là chồng con bận rộn rồi, nhưng mà những cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như uống sữa xong hay là ăn hoa quả xong thì phải biết đưa vào cất đi. Không có để tùm lum tà la đấy, con mà không dọn là cứ để thế luôn. Từ rồi, ngày em bé này thì sao? Cái lúc em bé có như còn coi như là sơ sinh đó, rồi có tắm cho em bé không, mà có khay tã cho em cái, bé. Cái mà chăm con thì nói chung là cái việc chơi với con thì ít tại vì bận rộn công việc, nhưng mà chăm con lúc nào mà rảnh rỗi là vẫn chăm con, cứ lo cho con từng cái một, như là mua cái này cái gì cũng phải tốt nhất cho con. Nhưng mà có một cái đó là nó nói luôn đi, đừng rất nhìn. Ghét thay bỉm, hoặc là cứ thấy bỉm, hoặc là con gái con mà đi vệ sinh xong, mà hoặc là anh đi vệ sinh xong mà thấy bỉm ở trong nhà là anh chạy luôn. Anh sợ phân em bé. Vâng, đúng rồi, rất sợ và rất ghét cái đấy. Xong bắt đầu là hét toáng hét ầm ĩ lên và bắt mọi người phải nhanh, trong vòng 1 giây phải đưa cái đấy đi chỗ khác. Bây giờ thì đấy. Sao mỗi lần em bé mà đi bu thì ổng có vào ổng rửa cho em bé không? Không chú ạ. Tắm thì được nhưng mà lỡ như thế. Tới bây giờ kìa mà vẫn sợ luôn. Vâng, sợ luôn. Mới có 18 tháng thôi mà chưa quen. Rồi có gia trưởng không? Đó. Gia trưởng thì cũng không phải là gia trưởng, mà là đàn ông thì con nhiều khi cũng phải có một cái chứng kiến riêng của mình ấy chú. Nhưng mà con thấy nhiều khi sai á, không chịu nhận cái lời góp ý của mẹ và vợ, cứ khăng khăng là mình đúng. Đấy, đó là một cái điểm sai. Rồi. Đấy, con chỉ mong là chồng con là mong muốn chồng con thay đổi những cái gì trong mấy cái con vừa kể. Đấy, thì là bây giờ con mong muốn chồng con là thứ nhất là lắng nghe và hạ cái tôi xuống một tí. Đấy, bớt khùng, bớt nóng tính lại một tí, lắng nghe vợ và mẹ hơn. Đấy, để đỡ mất công và đi xin lỗi. Thứ hai đó là
tập quen với cái việc thay bỉm cho con đi. Thế thôi. Có thể thôi. Ví dụ mà sờ phân rồi có bộ khó ạ. Và ngày này bị ám ảnh. Đúng rồi, tại vì em biết không, có những người mà họ bị gọi là giống như nó bị chồng con nói đúng, nó bị ám ảnh á. Dạ. Nó khó thay đổi lắm. Cái ngày làm gì không. Cũng được trừ cái việc đấy ra thôi. Không, chú là cái người cực kỳ sợ luôn. Tại vì trước khi có con, có những đứa cháu hoặc có những đứa con nít tại chú làm phim mà chú thường xuyên gặp những cái đặc biệt đó của trẻ con. Dạ. Nhưng mà từ khi có con rồi là chú lại không sợ. Cái đó nó khác, của em là khác. Tôi tới luôn á. Của cái bạn này là khác, tại vì biết sao cô biết không? Tại vì cái người em ruột của cô á, Vũ á, nó cũng như vậy đó, sợ lắm. Trời ơi, của con nó đó mà nó thấy là nó chạy, chạy bắn sống bắn chết luôn, mà không biết tại sao luôn. Dạ. Rồi có định giờ có thêm đứa nữa không? Bây giờ khoan đã là nói. quên. Vô đi. Ừ. Bây giờ á cô thấy như vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con mới cưới nhau được 4 năm thôi đúng không? Dạ. Là cô thấy á nó sẽ có một số cái nếu như tụi con không sửa đó. Dạ. Là nó không có hay đâu. Dạ. Thứ nhất á là con, chồng con nói đúng á, con phải mở lòng ra. Con phải có bạn có bè. Bây giờ á vợ chồng như vậy ha. Dạ. Xong á một lúc nào đó hai vợ chồng cãi nhau, ví dụ vậy, mà cãi nhau mà chưa hòa với nhau được á, thì con sẽ cảm thấy con bị ức chế kinh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu như con có một người bạn nữ, người bạn thân của mình á, mà con có thể chia sẻ được á, thì con sẽ thấy nhẹ đi. Tại vì á, khi mà con nghe những cái tương tác từ bạn á, chẳng hạn như là con nói chồng con, trời ơi, sao mà ông nóng tính quá, ông thế này thế nọ thế kia với tôi thế này thế nọ, thì ví như cô bạn con á sẽ nói là trời ơi vậy chứ mà ổng còn đỡ hơn chồng tôi đó, tôi nói cho bà nghe chồng tôi còn dày nữa này. Hai đứa tâm sự được với nhau á, tự nhiên con thấy à chồng con vậy là còn hơn biết bao nhiêu người, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ đi cho con, đỡ con xả dạ. được cái ấm ức trong lòng á. Nếu mà nói là bạn thân thì con có, nhưng mà tính con là con ít con lại thích góp ý cho người khác, con thay cho boy chuyện người khác, nhưng mà chuyện của con rất ít khi mà chia sẻ ra. Để con cứ giữ trong lòng vậy ạ. Thì đó, bởi vậy con ơi, cái lòng của con, trái tim của con, cái não của con chứa được khoảng 100 năm không? Con nghĩ là con sống 100 tuổi không? Dạ. Đúng không? Thì bây giờ làm sao con chứa hết? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là chồng con cũng có cái nhu cầu được đi ra ngoài chứ, đúng không nè? Dạ. Thì thành ra bây giờ nếu con không đi chơi, chồng con phải ở nhà theo con, mà cái đó đàn ông khác, đàn bà khác, họ có những cái nhu cầu họ cần phải mở mang các mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hoặc là mở mang những cái giải trí á, họ cần cái nhu cầu đó, mà giờ vợ ông đi rồi không lẽ về chồng đi một mình, mà con để chồng con đi một mình con còn mệt nữa, đúng không? Dạ. Rồi có những cái mà cám dỗ chẳng hạn, đi cám dỗ đúng không con? Vâng. Cho nên hai vợ chồng là phải đồng thanh đồng thủ, phải đi chơi. Thực ra cô cũng giống con, cô làm biếng đi đâu chơi lắm, cô không thích đi chơi, nhưng mà cô phải chiều chú, phải đi chơi để cho chú vui, để cho chú có những cái tiếp xúc người này người nọ. Rồi vợ đẹp như vậy á, người ta còn có nhu cầu khoe vợ nữa cơ. Đó, vợ tôi xinh như thế này phải hãnh diện chứ đúng không con? Đó, cho nên con phải thay đổi cái đó đi, cuộc sống nó mới thú vị được. Con hiểu không? Rồi hai đứa có mong muốn có thêm một em bé nữa hay không? Dạ, nói chung là tại vì là nhà con có tự nhiên rồi, nên là con cũng không đặt nặng cái vấn đề là đúng rồi. Có em bé lắm, nhưng mà hiện tại là vợ chồng con vẫn định tự nhiên. Khi nào mà gọi là trời ông trời thương, ông trời cho thì nhà con xin nhận. Con cũng không đặt nặng cái vấn đề này lắm. Nhưng mà cô lại muốn khuyên con là Bin, em chúc cho hai bạn này có đứa con trai. Dạ. Không, tại vì chị nói nghiêm túc luôn, bạn này có đứa gái rồi. Dạ, đúng không? Chú Bin chúc con có một thằng con anh trai. Anh trai, anh Tú cũng đẻ ra một đứa con gái. Chưa ông bà nội chưa có cháu trai. Thấy chưa? Chưa cháu trai. Bởi vì chị nhìn cái tia mắt của Tú là chị biết là bạn này bây giờ đang rất khao khát có một thằng con trai nối dõi tông đường. Ok, nếu mà có đứa con trai chắc chị em mình sẽ ra tắm biển Cửa Lò. Đúng rồi. Đó. Xong sẵn rồi như là thăm gia đình của hai đứa nó luôn. Đúng rồi. Rồi hôm nay chú mong rằng hai con sẽ yêu nhau nhiều hơn nha. Và mến chúc cho hai vợ chồng năm sau đi. Dạ. Năm con mèo. Dạ. Đầu năm bác sĩ báo tin vui và cuối năm